Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn dân sự năm tỉnh thành phố, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Tại quyết định số 2158 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Trình, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, quê tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Chinh có hết trình độ tiến sĩ giáo dục, cử nhân sư phạm toán. Tại quyết định số 2154 qdttg Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Tại quyết định số 2156 QĐTTG, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, bí thư của ủy Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng. Tại quyết định số 2155 QĐTTG, Thủ tướng Chính phủ về chuẩn kết quả miễn kiểm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ừ, ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Biên để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.